Kính thưa giáo sư tiến sĩ Dương Quý Sĩ, kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Minh và các quý vị đại biểu. Sau đây thì em xin phép được trình bày bài báo cáo, đó là các cái lỗi thường gặp trong thất bại điều trị CPAP cho bệnh nhân mắc cái bệnh lý đó là bệnh ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn OSA. Về phần nội dung trình bày thì bài trình bày của em gồm có hai phần. Thứ nhất đó là chỉ định điều trị CPAP và tỷ lệ thất bại điều trị. Thứ hai đó là các cái lỗi thường gặp trong thất bại điều trị CPAP. Về chỉ định thì theo khuyến cáo của Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam năm 2021 thì thấy rằng là cái việc lựa chọn điều trị CPAP chúng ta có thể tiến hành lựa chọn từ rất là sớm, ngay khi mà bệnh nhân được chẩn đoán là mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở mức độ nhẹ, tức là AHI là cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân chỉ từ 5 đến 15, thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc sử dụng liệu pháp CPAP nếu như mà bệnh nhân có các cái triệu chứng mà nó điển hình cho cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và theo cái tài liệu đồng thuận quốc tế năm 2022 thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào mỗi cái chỉ số ngưng giảm thở thôi, tức là cái chỉ số AHI, thì có vẻ như là không đủ để có thể đánh giá được mức độ nặng của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và do vậy thì các tác giả ở trong cái tài liệu đồng thuận quốc tế này đã đưa ra một số những cái chỉ số mà chúng ta có thể thêm vào để có thể đánh giá được cái mức độ nặng của bệnh này. Thứ nhất đó là cái tỷ lệ phần trăm mà cái thời gian ngủ của bệnh nhân có độ bão hòa oxy máu dưới 90% là chiếm bao nhiêu, rồi là điểm Epworth, rồi là cả BMI và đặc biệt là các bệnh lý đồng mắc. Cụ thể là ở đây nếu như mà chúng ta chỉ cần có một cái bệnh đồng mắc về tim mạch kèm theo, ví dụ như là rung nhĩ, ví dụ như là suy tim hoặc là các cái bệnh lý về mạch vành thì đã được xếp ở bệnh nhân là ở mức độ nặng rồi. Và các cái thất bại trong điều trị CPAP thì các cái nghiên cứu của các tác giả trên thế giới thì cho thấy rằng là có khoảng 8 đến 15% các bệnh nhân mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn là từ chối điều trị CPAP ngay sau đêm đầu tiên điều trị, và ít nhất 50% bệnh nhân không tiếp tục sử dụng sau một năm kể từ khi khởi trị. Và nghiên cứu của tác giả Gabrielska năm 2021 trên 400 bệnh nhân mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn đủ tiêu chuẩn điều trị CPAP thì cho thấy là gần một nửa số bệnh nhân là kết thúc điều trị ở cái thời điểm là khoảng 3 năm rưỡi. Và cái việc mà bệnh nhân thất bại với điều trị CPAP nó sẽ là một cái yếu tố cản trở để cái lần thứ hai khi mà chúng ta khởi động lại điều trị CPAP cho bệnh nhân. Ở đây thì một cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu như mà những cái bệnh nhân mà điều trị CPAP mà 33% đối tượng là bỏ điều trị trong vòng một năm, thì với cái nhóm đối thứ hai, tức là chúng ta thấy rằng bệnh nhân đã thất bại điều trị rồi, chúng ta cố gắng điều trị lại cho bệnh nhân một lần nữa bằng CPAP thì cái tỷ lệ thất bại là lên tới 48%. Và các cái lỗi thường gặp trong thất bại điều trị CPAP thì chúng ta sẽ có một số những cái lỗi như sau. Thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng là cái vai trò của mặt nạ thở là hết sức quan trọng, bởi vì cái mặt nạ thở nó là cái giao diện giữa máy và bệnh nhân, và người ta coi là cái mặt nạ thở nó là cái yếu tố cốt yếu cho sự thành công và làm thế nào để chúng ta có thể cá thể hóa được cái lựa chọn mặt nạ thở cho bệnh nhân. Hiện nay thì trên lâm sàng chúng ta có 3 cái loại mặt nạ thở mà chúng ta thường gặp nhất, đó là mặt nạ mũi, là nasal, mặt nạ gối mũi pillow và mặt nạ mũi miệng. Thế thì một cái nghiên cứu được đăng trên tạp chí Sleep Disorder vào năm 2019 thì trên cái nghiên cứu này là trên một số lượng là 707 bệnh nhân, khi mà so sánh giữa 3 cái loại mặt nạ thở thì thấy rằng là cái áp lực cần để có thể điều trị được cái hội chứng ngừng thở khi ngủ đối với cái mặt nạ mũi và mặt nạ gối mũi là thấp hơn so với cả mặt nạ mũi miệng. Tuy nhiên thì cũng nghiên cứu này cũng cho thấy rằng cái mức độ dò khí khi mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ gối mũi thì cao hơn so với cả mặt nạ mũi. Tuy nhiên thì không thấy có sự khác biệt khi mà so sánh về cái thời gian mà sử dụng CPAP trong một đêm khi mà giữa 3 cái nhóm mặt nạ thở này. Một vấn đề nữa đó là tại sao cái CPAP mũi lại được coi là một cái lựa chọn đầu tay trong cái lựa chọn cái mát thở cho bệnh nhân. Bởi vì như trên cái hình này thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng cái CPAP mũi thì cái đường thở trên của bệnh nhân là được mở rộng nhất. Thế còn khi chúng ta sử dụng cái mặt nạ mũi miệng thì vô hình chung là cái áp lực dương khi mà máy thở thổi vào khi qua đường miệng của bệnh nhân nó sẽ làm cho gốc lưỡi và khẩu cái mềm của bệnh nhân đi ra đằng sau và gây làm hẹp cái đường hô hấp trên của bệnh nhân. Và khi mà chúng ta so sánh giữa mặt nạ mũi và mặt nạ mũi miệng thì thấy rằng rõ ràng cái mặt nạ mũi thì nó còn có nhiều ưu điểm hơn so với mặt nạ mũi miệng, và chúng ta sẽ chỉ sử dụng mặt nạ mũi miệng trong trường hợp bệnh nhân có dò khí qua miệng hoặc là có những cái dò khí mà liên quan đến giai đoạn giấc ngủ REM. Và ở đây thì có một cái sơ đồ, đó là một cái chiến lược lựa chọn và theo dõi mặt nạ thở của tác giả Poren năm 2014. Đó là chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng cái mặt nạ mũi đầu tiên, và kể cả khi bệnh nhân có dò khí ở miệng thì chúng ta sẽ dùng một cái dụng cụ là chin strap, tức là đeo để nâng cái hàm dưới của bệnh nhân lên, và chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái mặt nạ mũi trước khi quyết định là cho bệnh nhân sử dụng mặt nạ mũi miệng. Cái vấn đề thứ hai đó là
khi mà các bệnh nhân đến thăm khám lại với các bác sĩ thì cũng rất là hay phàn nàn là bệnh nhân bị dò khí, và những cái khí khi bị dò ra đấy thì nó kích ứng lên mắt và nó thổi ra rất là mạnh, làm cho bệnh nhân khó chịu, và đó cũng là một trong những cái yếu tố mà khiến cho bệnh nhân thất bại với cả điều trị CPAP. Thế thì chúng ta có hai cái loại dò khí, tức là dò khí có chủ đích và dò khí không chủ đích. Thế thì dò khí không chủ đích ở đây có gồm có là dò khí qua cái diện tiếp xúc của mặt nạ, và thứ hai là dò khí qua miệng. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là ATS năm 2020 đã tổng kết các cái yếu tố nguy cơ dò khí, thì thấy rằng là có rất là nhiều các cái yếu tố nguy cơ dò khí có thể đến từ bệnh nhân, có thể đến từ về kỹ thuật mà bệnh nhân lắp cái mặt nạ thở, rồi là cố định cái mặt nạ thở, rồi là có thể là do các cái tắc nghẽn của đường hô hấp trên nữa. Thế thì khi mà bệnh nhân có cái dò khí thì chúng ta sẽ phải xem là liệu có vấn đề gì ở trong cái bảng này, trong cái sơ đồ này hay không, để chúng ta có thể điều chỉnh cho bệnh nhân. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái lỗi mà dò khí hay gặp nhất đó là mặt nạ của bệnh nhân thì không vừa. Thế thì ở đây thì khi mà chúng tôi thăm khám bệnh nhân thì thấy rất là nhiều bệnh nhân là cố định luôn cái dây đai mặt nạ thở ở một mức. Và họ cứ thế là họ sẽ khi mà mỗi lần lắp cái mask thở thì họ sẽ chỉ chùm cái mặt nạ đấy lên đầu thôi, và họ không chỉnh lại cái dây đai. Và ở đây thì các cái dây đai khi mà chúng ta sử dụng rồi là giặt rũ thì nó sẽ làm giảm cái độ đàn hồi, và như vậy thì rất dễ là dẫn đến dò khí. Và cụ thể ở đây thì trên hình ảnh quý vị có thể thấy là có một cái trường hợp bệnh nhân là cái dây đai của họ bị giãn quá, bị giảm độ đàn hồi, và họ thay bằng cái dây chun như thế này và không thể đảm bảo được là cái mask có thể là kín được. Rồi cái hiện tượng thứ hai bệnh nhân cũng có thể phàn nàn đó là cái hiện tượng rain out, tức là các cái hơi ẩm từ không khí nó ngưng tụ thành từng giọt ở trong cái đường ống, và khi đó thì chúng ta có thể sử dụng các cái ống CPAP mà có cái hệ thống làm ấm làm ẩm và điều chỉnh lại cái cài đặt của máy tạo độ ẩm cũng như là nhiệt độ ở trong phòng ngủ. Cái vấn đề thứ ba khiến cho bệnh nhân hay thất bại với điều trị đó là cái áp lực điều trị. Khi mà áp lực cao quá thì bệnh nhân sẽ rất là khó chịu, và nếu mà áp lực thấp quá thì bệnh nhân sẽ không thể mà xóa hết các cái cơn ngưng thở của bệnh nhân trong đêm được. Do vậy chúng ta phải làm sao để xác định được cái cài đặt áp suất đủ cao để loại bỏ các cái cơn ngừng thở, giảm thở và ngáy. Và đồng thời cái hiệu quả này nó phải được chứng minh trong tất cả các cái giai đoạn ngủ và tư thế ngủ. Và các cái tiêu chuẩn để chuẩn độ thì bao gồm có ngưng thở, giảm thở, các cái độ bão hòa oxy máu, ngáy và các kích thích hô hấp của bệnh nhân phải được xóa bỏ. Và theo khuyến cáo của ASM năm 2019 thì đã khuyến cáo với chúng ta rất là rõ là với những cái trường hợp mà bệnh nhân chỉ mắc OSA ở mức độ chỉ mắc một cái bệnh OSA đơn thuần thôi và không có các cái bệnh đồng mắc thì chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn độ tại nhà. Thế còn giống như là trong bài trình bày của tiến sĩ Bảo sáng nay, nếu bệnh nhân có các cái bệnh đồng mắc về tim mạch thì chúng ta sẽ phải chuẩn độ tại phòng lab. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc chuẩn độ tại nhà hay là chuẩn độ tại phòng lab thì đều có những cái nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Việc cái chuẩn độ tại nhà thì thấy rằng là cái chi phí thấp hơn, bắt đầu điều trị nhanh hơn và bệnh nhân có khả năng tiếp cận dịch vụ. Tuy nhiên là khi mà bệnh nhân chuẩn độ tại nhà thì những cái vấn đề mà liên quan đến việc thở máy trong đêm đầu tiên của bệnh nhân sẽ không được xử lý. Và nhất rất nhiều bệnh nhân là bỏ máy thở CPAP ngay sau đêm đầu tiên. Vậy thì cái việc chuẩn độ tại lab thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái kỹ thuật viên về được đào tạo về cái y học giấc ngủ và sẽ giúp cho bệnh nhân có thể ngay lập tức can thiệp những cái khó chịu khi mà bệnh nhân thở máy đêm đầu tiên. Tuy nhiên thì việc chuẩn độ tại lab thì chúng ta sẽ phải xem xét đến những vấn đề về chi phí, thời gian và khả năng trì hoãn cái việc bắt đầu điều trị. Đây cũng là một cái hướng dẫn của ASM năm 2019 về cái sơ đồ mà chúng ta có thể chuẩn độ CPAP tại phòng lab. Một vấn đề thứ tư nữa đó là liệu chúng ta đã chọn được cái phương thức điều trị PAP phù hợp với bệnh nhân hay chưa? Trong khuyến cáo của Hội Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ năm 2019 thì thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà bị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta sẽ sử dụng CPAP và APAP, tức là CPAP ở cái mốt đó là tự động điều chỉnh. Thì với cái hai mốt này thì không có sự khác biệt về các cái chất lượng cuộc sống rồi là chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên thì trong một cái nghiên cứu mới đây được đăng tải năm 2021 thì người ta thấy rằng là có một số các cái yếu tố nguy cơ được coi là cái yếu tố tiên lượng mà sẽ thất bại điều trị CPAP. Cụ thể là nếu như mà bệnh nhân mà có BMI quá cao trên 35kg trên mét vuông, hoặc là có cái chỉ số ngưng giảm thở AHI cũng quá cao là trên 75, và có cái rối loạn chức năng hô hấp FEV1 dưới 60%, hoặc là bệnh nhân trên 60 tuổi, hoặc là cái thời gian mà có cái độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân dưới 90%, nó chiếm trên 30% tổng thời gian ngủ, thì có vẻ như là bệnh nhân sẽ rất dễ thất bại với cả điều trị CPAP.
Vậy thì trong những cái trường hợp này thì tài liệu đồng thuận quốc tế năm 2022 họ nêu rằng với những cái bệnh nhân mà thở CPAP mà với cái áp lực điều trị của họ quá cao là trên 15cm nước thì chúng ta sẽ cân nhắc là điều trị BiPAP. Và với những cái bệnh nhân mà BMI cao cũng vậy. Với những bệnh nhân có overlap, tức là có chồng lấp với những cái bệnh lý phổi, ví dụ như là bệnh lý COPD hoặc là có cái ngừng thở trung ương do suy tim, giống như trong bài trình bày sáng nay của tiến sĩ Bảo, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái MOS khác, ví dụ như là BiPAP hoặc là ASV. Một vấn đề thứ năm đó là cái giáo dục điều trị và can thiệp hành vi. Thế thì ở đây tại sao lại đưa ra cái yếu tố này là cái yếu tố thất bại? Bởi vì đôi khi các bác sĩ chúng ta thì dành quá ít thời gian cho bệnh nhân để làm sao cho bệnh nhân hiểu được rằng là cái bệnh lý ngừng thở khi ngủ là gì. Và thứ hai đó là chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân là hậu quả nếu như mà bệnh lý này không được điều trị. Và khi mà chúng ta đã quyết định điều trị CPAP cho bệnh nhân thì hãy dành thời gian để giải thích cho bệnh nhân liệu pháp CPAP là gì và khi mà người ta sử dụng cái máy đó thì cái hiệu quả mang lại như thế nào và những cái lợi ích rồi là cách sử dụng ra làm sao. Chúng ta cố gắng dành thời gian cho bệnh nhân thì sẽ làm tăng được cái tỷ lệ mà tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Ở đây thì trong cái quá trình mà thực hành lâm sàng của chúng tôi thì thấy rằng là nếu như mà những bệnh nhân nào mà có cái thái độ ban đầu rất là tích cực về việc điều trị CPAP, có nghĩa là họ rất là vui vẻ, họ rất tin tưởng vào việc điều trị CPAP thì khả năng tuân thủ của họ sẽ cao hơn. Và đôi khi có những bệnh nhân người ta đeo cái mặt nạ thở vào ban đêm người ta rất là khó chịu thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân là thử đeo các cái mặt nạ vào ban ngày khi thực hiện các cái công việc bình thường để họ quen. Rồi là sẽ hướng dẫn bệnh nhân đảm bảo vệ sinh giấc ngủ, ví dụ như là tập thể dục, rồi tránh caffeine, rồi rượu trước khi đi ngủ và giữ cái phòng ngủ của họ thực sự là một cái phòng để ngủ. Đấy, phải tránh các cái màn hình điện thoại rồi là tivi và có cái nhiệt độ phòng có thể tối ưu để cho cái giấc ngủ của họ là có thể tốt nhất. Và cái thứ sáu đó là đây là nhiệm vụ của các bác sĩ điều trị. Đôi khi chúng ta chỉ chẩn đoán cho bệnh nhân xong, chúng ta kê đơn máy thở cho bệnh nhân xong và chúng ta không quan tâm đến cái vấn đề là bệnh nhân của chúng ta điều trị như thế nào, tuân thủ ra làm sao. Thế thì ở đây theo khuyến cáo của Hội Y học giấc ngủ Hoa Kỳ năm 2019 thì chúng ta nên theo dõi sau tháng đầu tiên điều trị và sau 6 tháng. Và ở cái khoảng giữa, tức là 3 tháng thì chúng ta có thể hỏi han bệnh nhân qua điện thoại. Tài liệu đồng thuận quốc tế năm 2022 thì thấy rằng là cái tuân thủ điều trị trong 3 tháng đầu nó dự đoán cái thời gian sử dụng lâu dài và đây được gọi là cái giai đoạn chìa khóa, giai đoạn vàng để chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị hơn. Và định nghĩa một cái tuân thủ điều trị tốt tức là ít nhất 4 giờ một đêm trong hơn 70% số đêm và tuân thủ tối thiểu là 6 giờ một đêm thì các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó mang lại những cái lợi ích trong việc kiểm soát triệu chứng và bệnh tật rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ theo dõi gì cho bệnh nhân? Thứ nhất là trên lâm sàng, khi bệnh nhân đến gặp lại các bác sĩ thì chúng ta sẽ hỏi xem là liệu các cái triệu chứng lâm sàng của họ có được cải thiện hay không? Cái buồn ngủ ban ngày của họ có cải thiện hay không? Chất lượng cuộc sống của họ như thế nào? Các cái tác dụng phụ, ví dụ như là có kích ứng ở mắt, có cái giò khí mà gây khó chịu cho bệnh nhân hoặc là có cái hiện tượng chướng bụng sau khi mà bệnh nhân thở máy hay không? Và đặc biệt là cái vấn đề vệ sinh máy thở của bệnh nhân. Ngoài ra thì chúng ta có thể phân tích và diễn giải các cái báo cáo mà chúng ta lấy được từ cái bộ nhớ của máy thở, bao gồm có độ tuân thủ, giò khí, các cái áp lực và chỉ số ngưng giảm thở tồn dư. Ví dụ như đây là một cái báo cáo được lấy từ thẻ nhớ của máy thở của bệnh nhân thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng là cái thời gian sử dụng máy của bệnh nhân là bao nhiêu, cái chỉ số ngưng giảm thở là bao nhiêu và cái độ giò khí. Ở đây thì quý vị có thể thấy đây là cái hình ảnh mà tôi chụp lại được từ cái mask thở của một bệnh nhân bị chồng lấp giữa OSA và COPD. Thì ở đây thì quý vị có thể thấy được rằng là bệnh nhân này nhập viện vì đợt cấp rất nhiều lần và khi bệnh nhân mang máy thở đến thì chúng tôi thấy rằng là cái mask thở của bệnh nhân rất là bẩn. Cả cái đường ống thở cũng vậy, cái dây máy thở. Thế thì cái này thì nó cũng sẽ là một cái yếu tố tạo điều kiện cho các cái vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra thì cái vấn đề về phin lọc máy thở thường là bệnh nhân cũng không quan tâm và các cái bình làm ẩm của bệnh nhân cũng vậy thì chúng ta sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân, chúng ta dành thời gian để hướng dẫn bệnh nhân các cái vệ sinh máy thở. Để kết thúc cái bài trình bày thì em xin được đưa ra một số các kết luận. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ chỉ định điều trị CPAP rất là sớm trong trường hợp là AHI khoảng từ 5 đến 15 và nếu mà trên 30 thì chúng ta sẽ cân nhắc cái việc mà sử dụng điều trị CPAP. Ngoài ra thì sẽ liên quan đến một số các cái yếu tố mà chúng ta phải quan tâm để đánh giá cái mức độ nặng, ví dụ như là cái chỉ số Epworth, BMI hay là các cái bệnh đồng mắc. Về tỷ lệ thất bại điều trị là rơi vào khoảng 8 đến 15% bệnh nhân USA là từ chối CPAP sau đêm đầu tiên và khoảng 50% bệnh nhân là ngừng sử dụng sau một năm kể từ khi khởi trị. Các cái lỗi thường gặp trong thất bại điều trị CPAP đó là chúng ta chưa chọn được cái mask thở phù hợp cho bệnh nhân bị giò khí và các cái áp lực mà chúng ta lựa chọn cho bệnh nhân là chưa đủ
chưa đúng, hoặc là các cái phương thức mà lựa chọn điều trị của chúng ta là cũng chưa phù hợp với cả bệnh nhân này. Và một cái, trong những cái vấn đề nữa đó là việc giáo dục điều trị về các cái thông tin, hậu quả, cách sử dụng, liệu pháp thông khí áp lực dương là gì và lợi ích là như thế nào thì chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân. Và rất là quan trọng đó là các bác sĩ phải đồng hành cùng với cả bệnh nhân của mình, theo dõi cùng với họ với các cái khoảng thời gian từ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, kể cả về lâm sàng và các cái yếu tố mà chúng ta có thể quan sát được từ trong máy thở để có thể giúp cho bệnh nhân tuân thủ tốt với cả cái phương pháp điều trị này. Thì trên đây là bài trình bày của em xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý vị ạ.